Chào mọi người, lại là series đi bay của mình đây. Ngày hôm nay thì mình không bay đi đâu cả, mà mình sẽ có một số ngày day off tại Đài Loan. Từ đợt sau dịch thì Eva có xếp lịch kiểu mới cho tiếp viên người Việt mình là sẽ phải bay hai chuyến dài liên tiếp, và giữa hai chuyến dài đấy sẽ là từ 1 đến 3 ngày layover tại Đài Loan. Cái lịch kiểu mới này thì có một điểm lợi, đấy là mọi người có thể tận dụng cái ngày nghỉ đấy để khám phá Đài Trung và Đài Nam, đi từ 2 đến 3 ngày rất là thích. Nhưng mà có một cái điểm bất lợi là cái thời gian mình xa nhà sẽ phải gấp đôi so với cái lịch trước đây. Hôm nay thì mình có hẹn với một bạn thống xuế, tức là bạn cùng lớp của mình, để đi ăn. Bọn mình chọn một tiệm local ngay gần công ty. Các tiệm cơm dạng teppanyaki như thế này rất là phổ biến ở Đài Loan. Menu thì có từ các loại thịt đến bít tết, hải sản, sò điệp, hàu và tôm. Ăn gì thì order nấy và sẽ mặc định có hai phần rau xào đi kèm. Canh và nước ngọt là tự phục vụ nhé. Hôm nay thì có canh đậu hũ với rong biển, vị rất là thanh. Các dạng teppanyaki bình dân như thế này thì sẽ không có các màn biểu diễn phô trương đâu, chỉ đơn giản là nấu trực tiếp thôi, nhưng nhìn cũng khá là hấp dẫn và tươi. Đặc thù của các món chế biến trên bàn sắt như thế này thì hơi nhiều dầu mỡ nha. Và đối với khẩu vị của mình thì cái tiệm này nó làm hơi cay ý, cho nên nếu mọi người có đi ăn thì nhớ order xẻo lá thôi nha. Sẽ có một số tiệm ăn ở Đài Loan chỉ phục vụ bát, cốc, đũa, giấy dùng một lần như thế này thôi nha. Cho nên là mọi người cũng đừng sốc khi mà nhìn thấy đồ ăn của mình được phục vụ theo kiểu lót giấy bạc như thế này. Chắc là để tiết kiệm nhân công ý, mà nó cũng vệ sinh hơn. Hôm nay thì mình chọn hàu và bò xào nha. Trứng là món thấy ai cũng order ấy, cho nên mình cũng chọn một quả trứng ốp la. Ăn xong thì bọn mình sẽ thuê xe đạp để lượn quanh quanh nha. Cái hệ thống xe Upai này thì là nổi tiếng của Đài Loan rồi đúng không? Và cả trà sữa nữa. Nhưng mà với một niềm hổ thẹn là không uống được trà buổi chiều như mình thì mình sẽ chỉ chọn nước hoa quả thôi. Sau đấy thì bọn mình sẽ lượn lờ vào siêu thị để mua một ít đồ snack. Đây là hệ thống siêu thị J-Mart nha. Nó bán đồ snack của các quốc gia luôn ý, mà loại nào cũng là loại nổi tiếng. Dạo gần đây thì mình đang rất thích ăn cái thịt bò chay của Đài Loan này. Ăn nó cảm giác nhẹ bụng mà không bị nhiều đường như thịt bò thật ý. Có rất là nhiều vị, mù tạt, hạt tiêu, mật ong, vị mực, vị bò. Nhưng mà cái vị mình thấy ngon nhất là sweet and sour, nhưng mà hôm nay siêu thị hết rồi, cho nên là mình sẽ chọn một vị bò original thôi. Lượn qua quầy kẹo thấy bịch kẹo sữa chua này trông rất là cute nên mình cũng đã mua ăn thử. Vị thì khá là ngon, chua ngọt, thơm như kiểu Yakun uống luôn ý. Có cả vị dâu nữa. Dạo gần đây ở Việt Nam mình thì cũng rất là phổ biến cái kẹo cà phê này. Một viên kẹo này siêu nhỏ luôn, nhưng mà cắn vào thì như cà phê bột luôn ý. Rất là thơm, ngậy, mà ăn rất là cuốn ý. Nó không bị quá ngọt đâu, rất là recommend nha. Nhưng mà mình check giá thấy ở Việt Nam với ở bên này nó cũng chẳng chênh nhau là mấy đâu. Quay về công ty thì mình tạt qua 7-Eleven để lấy một kiện hàng mình đã order online. Hàng này là order trả tiền sau nha. Cái hệ thống 7-Eleven cực kỳ tiện lợi và đa di năng luôn. Không chỉ bán đồ ăn này, cà phê, trà sữa tươi, mà còn như một cái bưu điện luôn, gửi nhận hàng. Xong lại như một tiệm photocopy. Mà mọi người cũng có thể là mở thẻ, thuê xe Upai để rồi nạp tiền các thứ ở đây luôn ý. Đầu tư cho cái sự nghiệp ăn mì đêm hôm của mình thì mình đã mua cái nồi này, nhìn như đồ chơi luôn. Nhưng mà được cái là nó gập lại rất là gọn và cũng rất là nhẹ. Mang đi bay thì nó không bị chiếm diện tích quá nhiều. Mà size thì mini vừa đủ một nồi mì luôn, lại còn có kèm cả chảo giá với phụ kiện các thứ đầy đủ. Từ muỗng đĩa đến cả miếng mút giờ bát cũng có luôn ý. Mọi người hỏi là tại làm sao đi bay sang chảnh như thế mà lại phải ăn mì. Nhưng mà thực tế ra thì do cái lịch đi làm của mình và cái lịch sinh hoạt của mình rất là oái oăm ý. Đáp ở Mỹ thì toàn đáp vào ban đêm thôi, mà bên Mỹ thì buổi tối chẳng có tiệm gì nó mở đâu. Mà đặc điểm của khách sạn Mỹ là nó không có máy đun nước nóng như các khách sạn ở châu Á đâu. Nó chỉ có máy pha cà phê thôi, và một số khách sạn thì có lò vi sóng thôi. Cho nên là muốn ăn mì thì cũng rất là bất tiện luôn. Với cả do đặc thù điện ở Đài Loan với cả Mỹ là điện 110 ấy, cho nên là mình mới phải order nồi ở bên này.